Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện để tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Hôm nay ngày 29 tháng 7, Đà Nẵng ghi nhận 51 ca mắc mới, trong đó có 28 ca mắc đã cách ly, 5 ca mắc trong khu phong tỏa và 18 ca mắc chưa cách ly. Trong 18 ca mắc này, có 2 ca chưa rõ nguồn lây. Hiện nay, thành phố tập trung 4 chuỗi lây nhiễm liên quan đến cảng cá Thọ Quang là 107 ca mắc, gồm 28 ca tiểu thương, lây lan 79 ca liên quan. 16 trên 42 chợ liên quan đến cảng cá và lò mổ Đà Sơn là 31 ca mắc. Lò mổ Đà Sơn có 45 ca mắc, gồm 7 ca làm việc tại lò mổ, lây lan 38 ca liên quan. Còn công ty điện tử Việt Hoa có 118 ca mắc, gồm 49 ca trong công ty, lây lan 69 ca liên quan. Cộng dồn từ ngày 10 tháng 7 đến nay, thành phố ghi nhận 565 ca mắc COVID-19. Có 47 trên 56 phường, xã đã có ca mắc, thiết lập 127 vùng phong tỏa cứng. Thành phố đang điều trị cho 458 bệnh nhân COVID-19. Công tác tiêm chủng trong đợt 4 đang được thực hiện khẩn trương, đạt tỷ lệ 88%. Đánh giá chung, các chuỗi lây nhiễm lớn đang tiếp tục được kiểm soát. Ca cộng đồng tăng, thành phố được đánh giá ở nguy cơ cao. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, tình hình dịch bệnh trên cả nước có nguy cơ cao. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, các địa phương cần chủ động, quyết liệt, quyết đoán trong công tác phòng chống dịch bệnh. Qua báo cáo đánh giá của Ban chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận cơ bản công tác phòng chống dịch của thành phố có bước tiến bộ, đạt kết quả tích cực, nhất là cấp cơ sở, cơ bản vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng thẳng thắn chỉ ra các lúng túng về tổ chức triển khai ở cơ sở. Do đó, tôi đề nghị là những đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch, tại sao hôm nay tôi có yêu cầu tất cả các đồng chí Bí thư các quận huyện phải phát biểu. Không phải tự dưng hôm nay mà tất cả các đồng chí Bí thư đều phát biểu đâu. Để tôi muốn thấy rằng là các đồng chí đã thực sự nhận thức và thấm nhuần tất cả những cái biện pháp chúng ta đang tổ chức triển khai chưa, và các đồng chí đã bắt tay chỉ đạo một cách thực sự đối với hệ thống chính trị của chúng ta để vào cuộc để làm hay chưa. Thì tôi muốn nhấn mạnh cái ý này để các đồng chí quan tâm trong cái trách nhiệm của người đứng đầu trong cái việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Cái việc thứ hai là tôi nhắc lại là các đồng chí không nên máy móc trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện như tôi nói ban đầu ấy. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương tiếp tục tạm thời tổ chức các biện pháp xét nghiệm, truy vết, phong tỏa như trước.